kính chào quý vị và các bạn. Quý vị có kế hoạch du lịch tới Tây Nguyên và Trung Bộ trong dịp này sẽ được tận hưởng thời tiết đẹp, trời nắng giáo. Ngày mai tại phía Bắc miền Trung sáng sớm có thể có sương mù, đến trưa chiều toàn miền sẽ đều có nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế 25 đến 29 độ C. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết mức nhiệt nhỉnh hơn, từ 29 đến 30 độ C. Đến với Quảng Bình. Bên cạnh hệ thống hang động kỳ bí, du khách còn ấn tượng bởi những mô hình du lịch xanh thích ứng thời tiết. Bên đó phải nhắc tới là Blue Diamond Cam Đây là khu cắm trại hướng tới mục tiêu Net Zero đầu tiên ở Việt Nam. Không chỉ có bãi cắm trại với cảnh quan đẹp, du khách tới đây còn có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá thiên nhiên như là lái xe địa hình vượt suối này hay là chèo thuyền cây giác. Thời tiết ở đây trong cả 7 ngày tới sẽ đều có nắng đẹp, thuận lợi cho các dự định tham quan du lịch của quý vị. Nhiệt độ cao nhất cuối tuần này 26 đến 28 độ C, cảm giác dễ chịu. Nhưng mà sang đến đầu tuần sau, nhiệt độ tăng lên mức từ 31 đến 32 độ C, sẽ hơi nóng vào buổi trưa. Thời tiết cũng rất đẹp cho những ai muốn tới tham quan phố cổ Hội An dịp này. Trong cặp 7 ngày tới dự báo trời nắng giáo, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Quý vị nên hạn chế vui chơi quá lâu ngoài trời chưa nắng. Về tối và đêm, nhiệt độ hạ cả chục độ xuống còn từ 20 đến 23 độ C. Nắng khô vẫn tiếp tục là trạng thái thời tiết ngày mai tại Tây Nguyên. Nhiệt độ ở đây khá cao, ở Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Giang Nghĩa và Bảo Lộc từ 30 đến 32 độ C. Giữa trưa đi lâu dưới nắng sẽ thấy khá nóng. 7 ngày tới tại Đà Lạt, thời tiết cũng khá lý tưởng cho những chuyến du lịch, trời sẽ chủ đạo là nắng. Vào ngày thứ 2 và ngày thứ 5 của tuần sau, về trưa chiều sẽ có mưa nhỏ thoáng qua nhưng mà không đáng kể. Các ngày còn lại trời khô giáo hoàn toàn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 27 độ C. Về đêm lưu ý trời rét rõ, nhiệt độ hạ xuống còn từ 12 đến 16 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh, miếu Phù Châu hay còn gọi là miếu nổi với hơn 100 con rồng lớn nhỏ được trang trí tinh xảo, uốn lượn bên trong là điểm thu hút rất đông người dân đến tham quan, chiêm bái dịp đầu năm. Ngôi miếu cổ này đã có từ trước năm 1800, tọa lạc giữa dòng sông Vàm Thuộc, thuộc quận Gò Vấp. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh trong cả 7 ngày tới khô giáo thuận lợi cho du khách với những kế hoạch vui chơi. Tuy nhiên nhiều ngày có nắng nóng 35 độ C kèm với độ ẩm thấp từ 32 đến 41%. Quý vị nên mang theo nước uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh say nắng. Tại thủ đô Hà Nội, 6 ngày tới, thời tiết sẽ có xu hướng là nóng lên. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày mai là 25 độ C, Đến ngày thứ tư của tuần sau tăng lên mức là 31 độ C, sau đó trời có thể có mưa nhỏ do không khí lạnh tràn về, nhiệt độ cũng hạ xuống còn 22 độ C vào ngày thứ sáu của tuần sau. Quý vị có dự định tới thủ đô Hà Nội trong những ngày tới lưu ý sự thay đổi của thời tiết để chuẩn bị trang phục phù hợp. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.